Đức Thánh Cha nói với các vệ binh Thụy Sĩ, việc phục vụ của anh em là một chứng tá của đức tin. Ngày 6 tháng 5 2023, tiếp đội vệ binh Thụy Sĩ trước lễ tuyên thệ truyền thống của 23 tân vệ binh, Đức Thánh Cha khuyến khích các tân binh sử dụng thời gian phục vụ tại Vatican để đào sâu đức tin công giáo của họ. Ngày 6 tháng 5 2023, ngày tuyên thệ truyền thống của các tân vệ binh Thụy Sĩ, là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ Đức Giáo hoàng Clemente thứ Bảy trong cuộc cướp phá thành Roma vào năm 1527. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha lưu ý rằng đội vệ binh Thụy Sĩ của Giáo hoàng là một gia đình lớn, trong đó những người trẻ tuổi được thêm phong phú nhờ kinh nghiệm của những người lớn tuổi hơn. Ngược lại, những người này có thể được gây dựng và học hỏi từ sự cởi mở của những người trẻ tuổi. Ngài đã mời gọi các tân binh không đánh mất dũng khí và đam mê khám phá cái mới. Đức Thánh Cha còn khuyến khích họ tận dụng tốt thời gian phục vụ tại Vatican để đào sâu và thực hành đức tin công giáo mà họ đã lãnh nhận từ gia đình qua việc đọc Kinh Thánh, suy niệm các bản văn thiêng liêng, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận các bí tích. Ngài nhắc nhở họ rằng mọi hoàn cảnh, mọi cuộc gặp gỡ đều có thể là cơ hội để thực hành đức tin của Chúa Kitô, để học nơi Người và sống tình huynh đệ nhân danh Người và với thần khí của Người. Đức Thánh Cha nói thêm, sứ mệnh của các anh em tại Vatican là một con đường mà Chúa đã mở ra cho anh em để sống bí tích rửa tội của mình và hân hoan làm chứng cho niềm tin của anh em vào Chúa Kitô. Anh em đã học được đức tin này trong gia đình, đã vun trồng nó trong giáo xứ và cho thấy mức độ gắn bó của người Công giáo Thụy Sĩ với giáo hội Roma. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng biết ơn của Ngài đối với vệ binh Thụy Sĩ vì sự cộng tác siêng năng và quảng đại của họ và phó thác tất cả những người hiện diện và người dân Thụy Sĩ cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Bổn Mạng Nicola thành Fluor.